Các bạn thân mến, hiện tại Phan Đà Lạt đang có mặt tại khu vực bãi tắm Nghinh Phong. Buổi chiều hôm nay ở đây nước thủy triều lên cao, cho nên là mọi người đến đây check-in và tắm biển rất là đông luôn. Bên cạnh đó là những hòn đá rất là đẹp sau mỗi lần nước biển lên cao đấy. Ở đây buổi chiều hôm nay là như các bạn có thể thấy là khu vực mũi Nghinh Phong ở trên kia cũng khá là vắng vẻ. Thường thì mũi Nghinh Phong là buổi sáng rất là đông, còn buổi chiều thì ít hơn các bạn ạ. Ở đây các bạn có thể thoải mái tắm này, check in này với những bộ đồ bikini rất là dễ thương luôn, kết hợp với những làn sóng biển này thì mọi người sẽ có được những tấm hình khá là đẹp luôn. Đó, các bạn thấy không? Sóng biển rất là đẹp luôn nha. Sau một thời gian thì hôm nay Phan quay trở lại với khu vực bãi tắm Nghinh Phong này để cập nhật tình hình mới nhất, chia sẻ với các bạn. Sau những lần bão số 3 và bão số 4 vào thì hôm nay là khu vực mũi Nghinh Phong lại đẹp trở lại rồi nha. Phía bên này các bạn có thể nhìn thấy là đảo Hòn Bà, nước lên cao thì đã tạo ra một cái khung cảnh độc lập giữa một hòn đảo giữa khu vực nước mênh mông luôn. Ở phía bên này thì mọi người cũng đang chụp hình rất là đẹp. Khá là thú vị khi các bạn đến với Vũng Tàu lựa chọn khu vực mũi Nghinh Phong này. Mình mỗi lần đến với Vũng Tàu thì mình cũng đều quay chia sẻ với các bạn ở khu vực này bởi vì nó rất là đẹp các bạn ạ. Ở đây mọi người check in và chụp hình nha. Mình thấy là hầu như là các bạn mặc đồ bikini là đẹp nhất. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Những hàng thông trước đây trong các video trước thì cũng có một cái màu xanh đâm chồi nảy lộc, còn trong video này các bạn có thể nhìn thấy là hầu như là đã khô hết rồi. Mặc dù vậy thì nó lại tạo nên một cái khung cảnh khá là độc đáo, thú vị và riêng biệt so với khu vực này các bạn ơi. Các bạn có thể đứng ở khu vực những gốc thông này để chụp hình này, rất là đẹp nha. Ở đây thì cũng khá là nhiều bạn lựa chọn chỗ này để chụp hình. Mình thấy là rất là đẹp khi mà các bạn đứng ở đây. Rất là đẹp luôn. Ở đây thường thì các bạn sẽ lựa chọn đi hai người, có bạn thì lựa chọn đi một mình thì có thể nhờ người khác chụp cho. Ở đây thì mọi người có thể vô tư thoải mái phô diễn những nét đẹp và đường cong nhé. Mỗi người có một nét đẹp riêng các bạn ơi, ai cũng có nét đẹp riêng hết. Mình có biết có một câu nói là không có người phụ nữ đẹp, chỉ có người phụ nữ chưa biết tạo dáng đẹp thôi. Sóng biển rất là đẹp luôn các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy là những gợn sóng biển đấy,
kết hợp với một cái màu xanh khi mà nó xô vào rất là đẹp này. Đó. Mình hy vọng rằng qua video này đấy, bạn nào chưa xem qua video của mình, có thể nếu mà có thể xem được video này thì các bạn có dịp đến với Vũng Tàu, có thể lựa chọn khu vực bãi tắm Nghinh Phong này để check in nhé. Bởi vì nó rất là thú vị, rất là độc đáo các bạn ạ. Những điều thú vị khi mà đến với Vũng Tàu chỉ có khu vực bãi Nghinh Phong này có được thôi các bạn ơi. Còn nhiều bãi tắm khác đấy thì các bạn sẽ chỉ tắm biển được với tắm với nước biển thôi và cát thôi các bạn ạ. Còn ở đây các bạn có thể vừa tắm này, vừa check in được với những hòn đá này, và khung cảnh ở đây rất là thú vị luôn, rất là đẹp các bạn ạ. Hình như là mọi người đến đây cũng rất là yêu thích khu vực này nhá. Mình thấy là nhiều người cũng thường xuyên đến đây liên tục luôn các bạn ơi. Ở đây thì mình thấy mọi người đứng tạo thành những cái khu vực rất là đẹp, kết hợp với những hòn đá này. Đẹp quá các bạn. Thú vị nữa. Khi mà đến với Vũng Tàu thì các bạn hãy lựa chọn chỗ này đi. Và thực rất là xứng đáng để cho các bạn có một chuyến du lịch Vũng Tàu đầy ý nghĩa các bạn ạ. Khá là đẹp luôn nha. Rất đẹp các bạn ạ. Phan sẽ liên tục cập nhật những điều thú vị để chia sẻ với cô chú, anh chị và các bạn. Rất là mong được sự ủng hộ tinh thần của cô chú, anh chị và các bạn bằng cách bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Phan nhé. Phan Đà Lạt TV, mình sẽ luôn luôn chia sẻ với cả nhà những điều thú vị ở đây. Sóng lớn giống như là kiểu như là sóng thần luôn các bạn. Đến đây mọi người có thể lựa chọn mang theo đồ để camping đấy các bạn ạ. Cũng rất là đẹp nha, cũng rất là hay. Rất đẹp luôn. Ở đây cũng có rất là nhiều các cô chú đến đây để chụp hình như các bạn có thể thấy này. Đó. Sóng biển ở đây rất là đẹp nên các bạn ạ. Bây giờ Phan sẽ đi một vòng qua khu vực bên kia nhé, để chia sẻ với các bạn trước khi kết thúc video này. Video này thì cũng khá là ngắn, chia sẻ đến các bạn biết
tình hình mới nhất, địa điểm mà đẹp nhất Vũng Tàu đấy. Đây là video mới nhất ngày mùng 6 tháng 10 này các bạn. Các bạn có thể thấy là ngày hôm nay nếu mà các bạn muốn chụp hình với sóng biển đấy thì đúng là quả thực là rất là đúng ngày rồi đấy. Mình theo như mình nghĩ là sóng biển như thế này thì nó rất là đẹp và phù hợp với khu vực này nữa. Khi đến với Mũi Nghinh Phong này các bạn có thể mặc theo quần đùi này, nếu các bạn nam, các bạn nữ thì có thể mặc hãy mặc theo đồ tắm này để check in ở đây. Hiện tại ở trên khu vực đỉnh Mũi Nghinh Phong thì fan thấy là khá là đông bạn trẻ ở trên đấy, có thể uống cà phê ngắm hoàng hôn. Nhưng ngày hôm nay đấy trời khá là nhiều mây các bạn ạ, cho nên là sẽ không nhìn thấy hoàng hôn đẹp. Lâu vậy? Ở đây không những các bạn trẻ mà các cô các chú khi mà đến với khu vực này cũng có thể thoải mái ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhé. Mỗi người đều có thể ghi lại những khoảnh khắc này, bởi vì đến với Vũng Tàu thì không phải lúc nào cũng có thể chụp hình được với những con sóng biển này đâu các bạn ơi. Nếu như buổi sáng nay đấy thì sẽ không có sóng biển thế này. Sáng nay là thủy triều xuống khá là sớm. Ở đây hôm nay thì không thấy có các bác các chú người dân kéo lưới cá ở đây. Nếu mà có thì fan cũng quay chia sẻ với các bạn. Thường thì di chuyển đến khu vực Mũi Nghinh Phong này các bạn sẽ hầu như là đều có thể nhìn thấy hòn đảo rất là linh thiêng, chính là đảo Hòn Bà này đấy. Ở đây các bạn có thể đứng để chọn những lúc mà có những con sóng nước nó cao đấy các bạn ơi. Để các bạn lựa chọn những đúng lúc mà sóng nó cao lên, các bạn ghi lại, chụp lại cái khoảnh khắc đấy thì mới đẹp làm sao. Fan xin cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn rất nhiều đã xem nội dung ngắn này của Fan nha. Cô chú, anh chị và các bạn nếu yêu thích thì đừng quên cho Fan xin một lượt đăng ký kênh cũng như là like, ủng hộ tinh thần cho Fan và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Video đến đây Fan xin phép được kết thúc ở đây và hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn ở các video tiếp theo. Chúc cho cô chú, anh chị và các bạn có thật nhiều niềm vui và thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Fan xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã xem hết video này.